Thấy không anh em Vinh đồ? Ta chưa thấy trên đời này có chiếc xe nào nó được vậy không ai ơi. châu Đó, ghê chưa, ghê Á chưa. luôn à. À, thẳng Dạ, thẳng thẳng đi review thử cái chiếc xe Cybertruck này nó như thế nào ha. Thì mình có mình ly là Đạt Cali Quyến mình xin cũng chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Đạt Quyến Official. Lời đầu tiên muốn chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. À, mới thấy được cái tin tức là chiếc xe Cybertruck đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam các bạn, làm cho các anh em VinNO nóng đít. Cái lần này là lần thứ thứ ba, thứ tư mình nói về chiếc xe xe Cybertruck của Tesla các bạn. Và những lần đầu tiên mình chạm được nó là ở Los Angeles. Chiếc xe đầu tiên là nó nằm ở chỗ mà mình thuê xe. Đó là mình review chiếc xe đó và mình có đụng chạm chiếc xe đó, nó màu đen. Và một lần là thấy ở trên đường ở Cali là chiếc xe màu xám. Và sau đó là ngày hôm qua mình có đăng một chiếc xe Cybertruck là mình thấy nó đậu ở parking chỗ cái nơi mà mình đi tới, thì mình cũng có review cho các bạn coi sơ, tại vì nó không có chủ ở đó các bạn, cho nên mình không có review nhiều, review kỹ. Thì hôm nay có một cái thông tin là một chiếc xe Cybertruck được tư nhân nhập về ở Việt Nam. Thì sau khi mình vô mình coi thì có báo Việt Nam cũng đăng các bạn. Báo Việt Nam là tờ báo Tiền Phong, nhiều báo lắm, giờ search lên là nhiều tờ báo lắm bạn. Bán tải điện Tesla Cybertruck đầu tiên về Việt Nam. Thì mình thấy được là những trên cái Facebook, ít nhất là hai cái Facebook. Thì trên Facebook của Việt Nam á, mấy mấy bạn nào đăng lên thì không biết nha, thì những cái Facebook đó lạ lắm các bạn, nhưng mà ở trong á là Vinno nó trọng nó chửi. Ok, hình ảnh được cho là chiếc xe Tesla Cybertruck được một đại lý tư nhân nhập khẩu về Việt Nam. Cái thứ hai là Tesla Cybertruck đầu tiên về Việt Nam. Thì cái chiếc này là chiếc màu xám các bạn, chiếc màu xám. Cái giá trị của nó đó, để mình cho các bạn coi, nói chuyện về cái Cybertruck. Chiếc xe Cybertruck ở đây là đó, thấy chạy trên đường á là người ta chạy theo, người ta coi. Mình rất thích chiếc đó, nó lạ các bạn, thấy không? Nó tụi nó chê đó là như cái thùng rác, nhưng nó lạ là lạ, giống như cái thùng rác á. 2 triệu dân Mỹ đặt mua mà nó ra đâu có nhiêu chiếc đâu. À, nói khoảng chưa chưa có nhiêu chiếc, có mười mấy 20 ngàn chiếc, thông con số không biết có đúng hay không nữa đó, mỗi năm nó ra bao nhiêu đó. Thì đặc biệt như là Cali với Texas á, là người nào đặt mua trước thì có trước các bạn, và nó ra 10 ngàn chiếc là cái phiên bản đầu tiên, là cái phiên bản đầu tiên á, là nó mắc hơn những cái sau cái phiên bản đó thì nó sẽ rẻ hơn 20 ngàn đó. Thì những người đặt có trước và ở Mỹ á là phải ký cái hợp đồng là trong vòng 1 năm bạn không được quyền bán chiếc xe đó cho người khác nha. Tại vì đó lợi dụng, thí dụ ba bạn mua chiếc đó là 70 ngàn, 80 ngàn mà bạn bán ra đó cả 100 ngàn, 200 ngàn các bạn, người ta thích quá, dân Mỹ phải lắm. Ok, nhưng mà không có gì để gọi là tự hào ha. Thích cái độc cái lạ của một cái sản phẩm. Rồi, ngày hôm qua mình đăng lên đó, cái Cybertruck thì nó vô nó chửi ăn gà công nghiệp, ăn xúc xích vậy. Ủa tao tao có nói chiếc xe thì mày nói chiếc xe đi hả, chừng nào tao ăn xúc xích nữa thì tụi bay nói xúc xích nha, chứ tao ăn bò, tao ăn cừu, tao ăn tôm hùm của hoàng đế sao tụi bay không nói hả. À, xúc xích của mày ăn là ở Việt Nam cho gâu gâu ăn. Trời ơi tội quá, bao nhiêu người người ta ăn thành gâu gâu của nó hết, năm chính mày mới là gâu gâu ha. Nó có đăng hết rồi các bạn, lên bạn coi trên cái mới vừa rồi trên cái kênh Đạt Nguyễn Official của chiếc xe Cybertruck. Rồi mày ăn gà công nghiệp, ủa tại sao tao đăng xe xe Tesla thì tụi bay nói về chiếc xe, bàn chiếc xe chứ tao nghe nè, nhớ không, vô bàn xe chơi. Rồi xong rồi có thằng thì Tesla Cybertruck bị triệu hồi, nó dùng cái chữ triệu hồi là cái chữ của Việt Nam, ok, bị triệu hồi bao nhiêu lần. Ủa có gì đó. Triệu hồi, triệu hồi, dùng chữ của nó, triệu hồi cái sao đâu hả.
đó, nó tìm cách nọ, nó tìm cách kia, có nguyên, nó bị cái gì, có thở nói thoải mái. Mình không phải là Elon Musk, no, ok, mình không phải là Cybertruck, no, mà các bạn đó mới là winner, ok, mình không phải, và dân Mỹ không phải, Việt Kiều Mỹ Đế không phải, không ai binh một chiếc xe nào hết, ok. Nãy giờ nó nói, sao mày không cầm cái thứ mày đó? Thôi, nếu mà cái có chủ đó, nếu có thứ cũng đo, ok, nhưng mà nói cho tụi bay biết như thế này. Chiếc xe Cybertruck á, nó là đạn bắn không lủng. Tụi bay đi lấy của chiếc bác vượng của tụi bay, mà tụi bay Việt Nam tụi bay làm gì có mà đồ chơi đâu bắn ha, lấy thằng Na bắn thử coi. lấy thằng Na bắn thử coi nó có móp không. Rồi. Cho nên nó tức dữ lắm. Cái thép của nó rất dày các bạn. Cái thép của nó bằng inox, nó có sét. Và nó không, nó nói là nó không có cái ở dưới cái vàng giá, nó cứng dữ lắm. Rồi khi mà nó dập khung á, là cái thép á, nó có thể là nó đàn hồi trở lại. Thế nói với cái tụi này á, cái đầu của nó là chỉ có nó không có chi, cho nên nói nó vậy nó đâu có hiểu đâu. Cái thép mà cái sắt thường, cái thiết thường á, bạn dập xuống á, khung nó dập xuống á là nó nằm luôn. Còn cái loại này nó rất là cứng. Cái stainless steel nó rất là cứng. Dập nó xuống á là có cái nó lại đàn hồi lên một xíu. Cho nên cái sự liền lạc nó sẽ không bao giờ liền lạc bằng những cái xe mà Tesla Model Y, Model 3, đọc là những cái thép đó, là những cái sắt đó là sắt loại mỏng hơn, loại thường hơn, còn này là inox. Nói đến kỹ thuật là tụi bay mấy thằng bò nó chỉ có ú a ú ớ thì mà thôi ha. Tụi bay có biết gì đâu, tụi bay kiểu biết ăn gà công nghiệp, mà con gà công nghiệp của Việt Nam nó khổ lắm. Qua đây anh tặng cho một con chứ anh không có ship về. Bay vé má bay qua đây ăn thử gà công nghiệp Mỹ Đế của Đạt Nguyễn nè. Ngu mẹ, nó ngu chưa từng thấy. Nhưng bạn biết là 2 triệu người đăng ký mà không có chưa được nhiều, nó đâu có ra được nhiều chiếc đâu các bạn. Rồi thì để mình đọc mấy cái comment đó cho các bạn nghe rồi nói ha. Thôi nói về chiếc xe đó đi, báo chí trong nước nó đăng trước đi ha. Tự nhiên nóng đít là nó lạ vậy đó. Thì thằng Mỹ Đế, thằng nào đặt trước thì nó bán trước, ok, nó đâu có bán ra đại trà đâu, mà có đó là giả Minh Chủng chơi à, ok. Mẫu bán tải chạy điện Tesla Cybertruck vừa được một đơn vị nhập khẩu tư nhân đưa về Việt Nam với mức giá không được tiết lộ. Có gì đâu được tiết lộ, mốt nó bán 300.000 nha. Mấy anh em dư lượng viên làm gì có tiền mà tới gần chiếc xe đó luôn. Chiếc xe ở đây nó có từ 70 mấy ngàn tới 100 ngàn đi, với cái mức lương của một người khá chung chung xíu người ta mua nổi các bạn. Chứ đó là cũng dạng khá mới mua nổi á, còn dạng thường thường thấp dưới là mua không có nổi đâu. Mà về nó tới Việt Nam á là nó phải ra bán ra là 300 ngàn. Mang dư lượng viên Vinh Hồ mà tụi bay tới gần á là bảo vệ nó hỏi thăm liền, tới làm cái gì nha. Rồi tối ngày 19 tháng 10, một đơn vị nhập khẩu ô tô tư nhân ở thành phố Hồ Chí Minh hé lộ đã mua chiếc Tesla Cybertruck. Cái này tưởng ngoài Bắc chứ, nhà trong Hồ Chí Minh ha, đầu tiên về thị trường Việt Nam sau nhiều tháng chờ đợi. Sự xuất hiện của mẫu bán tải điện Mỹ này thu hút sự quan tâm của cộng đồng mê xe. Đơn vị nhập khẩu không hé lộ mức giá của chiếc xe Cybertruck khi về Việt Nam, nhưng cho biết xe thuộc bảng Cybertruck Cyberbeast Foundation Series, là những cái chiếc đầu tiên, một chiếc quái thú, quái cyber đó, thuộc lô 1.000 chiếc đầu tiên xuất xưởng trên thế giới. Biến thể này đã ngừng nhận đặt hàng cho cái website của Tesla. Hiện nay Tesla, thôi cho qua đi, cái giá của nó đó thì từ 75.000 tới 100.000 các bạn. Cái xe những 1.000 chiếc đầu tiên á thì nó là mắc hơn 20.000. Theo đó, biến thể sở hữu này nhiều trang bị tùy chọn. Rồi, cái này thì nội thất, cabin, vân vân thì ghi cũng dài lắm ha. Rồi.
Thì trên cái tờ báo này không thấy Vinh nào, không thấy cái gì hết, không có không nào nó vô. Ok. Nhưng mà trên cái Facebook thì nó có các bạn. Rồi. Rồi để mình coi coi. Đâu kỳ vậy. Tên là Nguyễn Anh Tuấn. Lắp thêm cái bóng quay thông gió nữa là y hệt mái tôn di động. Thằng tên là Sâm. Góc này mà máy góc này mà xe máy lỡ lũi vô thì chắc gãy làm ba. Mình không biết xe máy lũi vô thì xe máy gãy hay là cái gì gãy các bạn, hay là Tesla gãy hay là Cybertruck gãy. Bùi Văn Hải. Thiếu cái máng nước nữa là hết nước, thiếu cái máng nước nữa là hết nước chấm. À, một thằng tên là Đinh Hải Sơn, nhìn tưởng mái nhà chứ. Rồi. Qua cái đó cũng chưa được nhiều, này nó còn mới quá các bạn. Rồi đâu mất tiêu rồi. Xe cộ tên là Hai Lúa. Xe cộ nhìn như quan tài, bị thằng Elon Musk nổi tiếng giàu có nó dụ đu trên. Ok. Cái tụi này á, mình bảo đảm với các bạn là tụi này không thằng nào biết lái xe hơi, không thằng nào có chiếc xe hơi nào, bảo đảm luôn. Ok. Chiếc xe Cybertruck, những người chạy xe ở nước Mỹ này, ok, nó cũng bị có người thì nói, ơi trời ơi nhìn nó xấu quá. Đúng rồi, nó rất là thô. Ok, nhìn tụi nó làm gì có nhìn trước mắt. Mình á là chưa thấy trước mắt, là mình không có nói nhiều các bạn. Khi mà mình thấy rồi á, tại mình thấy trên hình trên đầu, giống như VF8 này vô ngồi rồi, chiếc xe Cybertruck chưa vô phải không, nhưng mà mình đã đụng chạm nó rồi. Tụi này nó làm gì nó thấy được trước mắt cái xe Cybertruck. Và cái tụi này á là những cái đứa nó vinh nổ. Ok. Dân mà chơi xe đó, không? Dân mà biết chạy xe đó là nhìn vô mà nói đàn bà chắc không thích chiếc đó đâu. Cũng không biết các bạn, không biết phụ nữ có thích không. Nếu mà phụ nữ trên kênh mình thích cho xin số 1 mà mình nghĩ họ không thích. Tại chiếc này nó thô dữ lắm. Đụng cái bánh xe nó chà bá vậy nè. Bị ngang nó bùm dài bùm chạy, bảo đảm bạn an toàn trên xe lộ. Đó. Cái thằng nào mà khu rách áo ôm ở Cali mà nó đòi rủ lấy xe VinFast mà lũi nhau với Tesla, nó lấy Tesla Cybertruck ra mày lũi thử. Thử coi. Trời ơi, bảo đảm thằng nào dẹp đầu. Mà cái đầu tụi nó đó là đầu bò, cho nên hút vô vậy nè. Người ta đó mở mang kiến thức, người ta thích thú những cái độc, cái lạ. Ok. Bắt đầu nó đi so sánh cái này giống thùng rác, cái kia giống thùng rác. $300,000, bảo đảm là trên dưới $300,000 chứ không phải là $200,000 đâu. Về Việt Nam á, nó mua cái phiên bản là 95,000 đi, ship về Việt Nam tiền nọ tiền kia nữa lên đến 100,000. Rồi nó bán nó phải lời. Nó lời, nó không thấy 200%, 300%, mà nó lên 400% luôn, 400,000 luôn á. Thử coi có phải không. Đó, cái đó là trên thế giới. Nha. Yeah. Có một số thì người ta chê. Đương nhiên, cái gì cũng phải có cái ngược chiều các bạn. Nhưng mà cái lỗi của VinNO này á, là nó dốt, nó không có biết một cái gì hết á. Nó không có hiểu, nó không có... Nói chung là tụi này không biết dùng cái câu gì á. Chỉ cho những cái người họ có kiến thức, họ có trí tuệ, họ đam mê độc lạ thì họ mới thích thôi. Ok. Mình có quyền mình nói, ô, chiếc này nó thô quá. Chiếc này nó bự quá, chiếc này nó tôi không thích. Nhưng mà anh không thích ở điểm nào? Không thích là không thích. Có biết mẹ gì đâu mà thích chứ không thích. Không biết biểu đạt. Tại vì á, sống ở trong nước á, nó đâu có cho cái quyền biểu đạt đó. Nó đâu có cho cái quyền tự do để mà biểu đạt đâu. Cho nên á, đâu có biết đường đâu mà nói. Cho nên các bạn lấy chiếc VF Wild của VinFast ra so với chiếc Cybertruck, mà giống như một cái thằng cu tí mà nó so với một gã khổng lồ. Cái chiếc Cybertruck này
Hiện tại trên đất Mỹ này không có chiếc nào lấy cái so nổi. Nó lạ quá, nó khác biệt quá, nó không giống cái đó. Trời ơi, chiếc xe hơi này nối tiếp chiếc xe hơi kia, nhìn nó cũng tựa mà chiếc này nó khác biệt luôn, nó giống thùng rác. Ok, tao thích nó giống thùng rác. Dân Mỹ 2 triệu người đang thích giống thùng rác. Mà hiện tại á, mà muốn mua đó không có bán, không. Cái người mà mua đó mà về họ chạy lỡ như họ không thích đi thì họ phải bán lại cho Tesla. Thì nó trừ theo cái mile. À, bạn chạy bao nhiêu mai thì nó trừ ra, nó trừ cái số tiền đó ra. Chứ không được quyền đăng bản bán cho người khác, không có được quyền đi mua dùm. Okay. Cái người chính chủ đặt tên mới được mua. Thấy ở Mỹ không? Còn mình ở đâu, đang nằm góc nào, mấy dân lượng quyền. Mẹ nhiều khi nó chạy chiếc xe Honda mà nó chạy còn không có được chiếc xe gọi là tốt nữa. Cho nên á, nó chê mà nó không biết chê cái gì. À, nó giỡn giỡn gì, nó đâu có dám nói giỡn cái gì, ở đâu ra cái gì giỡn. Bạn có vô ngồi bên trong chưa, thợ chạy thử chưa, cảm giác chưa? Chính cái xe mà Vinh của mấy con khuyển đó nó còn không đâu. Tụi bay tới cái chỗ bán của xe VinFast á, tụi bay nói tao muốn mua, tao chạy một vòng được, nó cho tụi bay chạy rồi tụi bay quay phim cho tao coi, tao chưa thấy nào nữa. Chứ mà tao đã được rồi, tao tới đây, vô tới Mỹ, tới tao mua, tao muốn chạy thử coi nó ngon hay không. Ok, tụi bay đó, được ngồi lên xe chưa? Tụi bay ngồi được lên xe chiếc đó chưa? Còn người chủ người ta mua xong đó, người ta phàn nàn đó, thì tụi bay không dám nói người chủ, mà tụi bay lại nói mấy thằng ba que là sao? À, ba que là nào? À, nó lạ vậy đó. Đâu, chiếc Cybertruck đó, nó... không thích nó, không thích cái gì, ghét nó, ghét cái gì ha, có quyền nói đi. Mẹ không hiểu con mẹ gì hết. Mày biết loại Hinox lo loại Hinox loại gì không? Xe chạy sao nó đâu có biết, đâu có thấy mẹ gì đâu. Trời ơi, thật sự là nhìn tiếp cận nó bự gửi lắm. Mà chiếc xe của mình là bự rồi nè, chiếc này là loại bự nè. Ok, chưa bự nhất nhưng mà loại bự, nhìn chiếc đó mà hết hồn luôn. Quá bự, không biết vô chạy được không, leo xe chạy được không á. Ok, cho nên có một chiếc nó về. Thật sự ở bên Mỹ cũng chẳng biết các bạn, đọc thông tin của Việt Nam, đọc mấy của Vinh nợ nó hiện lên thôi đó, cho nên mới vô đi tìm thì thấy rõ ràng là chạy như vậy. Còn những chiếc ở trong nước thì chạy á. Thấy tội quá. Đây nè, bạn nhìn một chiếc xe. Bạn có thấy chiếc xe VinFast 6 bánh chưa các bạn? Hả? Có thấy chiếc xe VinFast 6 bánh không? Đó, 4 bánh thêm 4 bánh với 2 bánh trước nữa nè, ngầu chưa? Đó. Thấy không anh em Vinh nọ? Ta chưa thấy trên đời này có chiếc xe nào nó được vậy các bạn ơi. Đó, ghê chưa? Đó. Nể chưa? Chưa thấy trên đời này luôn á. Mà những chiếc này là những chiếc mới không á. Sợ chưa? Nó là vậy. Nếu mà chiếc Cybertruck về, mấy con khuyển cộng này nó không nói thì mình đâu có bài này. Có gì đâu. Đi về Việt Nam, người ta thích thì người ta muốn. Ok. Đi chơi đồ Mỹ ha. Thích chết mẹ luôn, nằm mơ không mơ ra được. Ở đây dân Mỹ nè, Việt kiều Mỹ đế nè, nó nắm trong bàn tay. Ok, mốt nó mua, tại giờ nó mua không được, tại vì xếp hàng lâu quá, không đợi đi. Mà 2 triệu cái lá đơn để mà mua, mỗi năm nó sản xuất được 10.000 chiếc, 20.000 chiếc, mày đợi chừng nào mới tới phiên, thôi quên luôn đi ha. Cho nên thôi quên đi. Còn mấy thằng đó, mấy thằng ở Việt Nam đó, mấy thằng Vinh Hồ á, thôi ráng chạy xe VinFast đi ha. Trời ơi, mà có tiền đâu mà mua xe VinFast, có đâu. Ha. Nó vậy thôi à. Khổ tội nó dữ lắm. Rồi, vài bữa nữa nó sẽ có thêm nhiều cái, bắt đầu nó vô, giờ nó mới quá. Đó các bạn, là giết ngày, trời ơi, tờ báo Tiền Phong giết ngày mấy, là mới ngày hôm qua, 19-20 thằng ngày 20 nè, đó. Đó, nó ghi nè,
Sự xuất hiện của mẫu bán tải điện Mỹ này thu hút sự quan tâm của cộng đồng mê xe. Trong nước con chiếc một, giờ không biết bán được nhiêu tay, mốt đăng sẽ có người mua. Thì cái này, những cái người nào mà có cái tinh thần mạnh mẽ, những cái người nào mà thích ngầu ngầu, những người nào mà thích nó thô thô nó chút xíu vậy đó, thì người ta sẽ mua các bạn. Nha. Còn những người nào mà thích yếu điệu, ẻo lả thì người ta không có mua đâu. Chiếc xe đó đó. Bạn biết á, ở Mỹ luôn, nếu mà chạy á, bây giờ trong cái xóm đi, trong cho xóm của mình đi, mình có một chiếc xe đó đi, bảo đảm là cái sự chú ý của người ta. Tại vì nó lạ các bạn. Nha. Mà đất nước Mỹ nó bự vậy đó, đâu có được bao nhiêu chiếc đi ra đâu. Nó sản xuất chậm quá. Ok, đương nhiên chiếc nào nó cũng có recall, ok, chịu hồi đó, chiếc nào nó cũng có hết đó. Chuyện đó có gì đâu khó, có gì đâu nói. Nhưng mà nó giữa chừng cái nó tông vô cái cục điện thì lúc đó mới nói nha, đang chạy nè, nó tông vô cục điện, đang chạy nó gãy gọng gãy que. Ok. Bên cái gì mà bên các bạn là không hiểu luôn, không hiểu. Tại vì tụi nó nói mình mới nói thôi, chứ còn cái nói chuyện đó, chứ Cybertruck nó về Việt Nam hay là chiếc nào chiếc đó chiếc kia gì đó mắc mớ gì, mình review là coi thử chiếc xe đó nó độc, nó lạ, nó chạy ngon như thế nào, nghe không? Dở nó dở, xịn nó xịn. Đương nhiên chiếc xe Cybertruck nó sẽ hở chỗ này, nó sẽ hở chỗ kia, và giải thích theo kỹ thuật thì mấy người đó nó không biết đường, nó không có hiểu đâu. Thôi kệ nó đi ha. Dạ thôi, mình xin tạm dừng video đây. Xin chúc cô chú anh chị em lúc nào khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, hẹn gặp lại sau. Xin chào tạm biệt, bye bye.